chú cáo gôn lời nimi nakichi một đây là câu chuyện tôi được ông lão tên là mua hay trong làng kể cho nghe hồi còn nhỏ ngày xưa ngày xưa ở gần làng chúng tôi ở có nơi tên là nakayama ở đó có ngôi thành nhỏ và có lãnh chúa tên là Nakayama. ở trên ngọn núi vùng Nakayama xa xa có một con cáo tên là Gon cô làm con cáo con cô độc. nó đào hang trong rừng đầy dương xỉ và sống ở đó. ngày đêm nó đi vào làng xung quanh và quậy phá. nào là vào ruộng đào bới khoai lung tung, nào là đốt lửa vào vỏ hạt cải dầu đang được phơi. nào là lế ớt đang được treo ở phía sau ngôi nhà bác nông dân. vào một mùa thu nọ, trời liên tục mưa hai ba ngày nên gôn không thể đi ra ngoài, cứ ngồi mãi trong hang. khi tạnh mưa, gôn vui vẻ ra khỏi hang. trời nắng trăng trang và tiếng hót của chim bách thanh vang lên thánh thót. Gôn ra đến đê của con sông nhỏ trong làng. Trên cỏ trẻ về, mọc xung quanh, còn lóng lánh những giọt mưa. Con sông đó thường chỉ có ít nước. Nhưng hôm đó, do đã mưa liên tục ba ngày, nên nước dâng đầy. Những nhánh cỏ trẻ về và cây hồ trì trên bờ sông bị sâu dạp và chìm xuống dưới làn nước đục ngầu, màu vàng. cô đi dọc con đường đầy bùn đến phía hạ nguồn. Chợt, nó nhìn thấy có người làm gì đó trong sông. Gôn vừa cẩn thận để không bị phát hiện, vừa rón rén đi vào sâu trong đám cỏ, rồi chăm chú ngó người đó. Cô nhận ra, ô, ra là Hyuju. Anh chàng Hyuju sắn cao tay áo kimono rách nát màu đen, ngâm mình trong nước đến lưng và đang lắc lưới đánh cá. Ở bên đầu cuốn khăn, có một chiếc lá cây hồ trì, bám dính vào, tựa như một nốt ruồi vậy. Lát sau, Hyuju nâng phần túi ở cuối lưới từ dưới nước lên. Trong đó có nhiều thứ linh tinh như rễ cây, lá cây và cành cây mục. Cũng có cả mấy thứ màu trắng lấp lánh. Đó là phần bụng của con ngươn to và phần bụng của con cá giếc lớn. Hiuju bỏ con lươn, cá giếc và cá rác vào giỏ, rồi buộc miệng túi lại và lại thả xuống nước. Sau đó, Hiuju cầm giỏ lên bờ sông, đặt giỏ trên bờ, rồi đi đâu đó về phía thụ nguồn, như để tìm kiếm cái gì đó. Sau khi Hiuju đi khuất, côn chật nhảy ra khỏi bụi cỏ, chạy đến gần cái giỏ. Côn muốn nghịch ngợm một chút, Gôn nhặt lấy con cá trong giỏ, rồi ném xuống phía sông thấp hơn, chỗ đang mắc lưới, đánh cá. Con nào cũng kêu, tóm một tiếng, rồi lặn vào trong đám nước đục. Cuối cùng, gôn với tay ra, sờ con lươn to lớn. Nhưng, thân nó trơn tuột, không thể tóm được. Gôn thấy sốt ruột, liền chui cả đầu vào giỏ, để gậm ngậm đầu con lươn. Con lươn kêu lên và cuốn quanh vào cổ rộng gôn. Đúng lúc đó, Hyuju hét lên từ phía xa. Đồ con cáo ăn trộm. Con hết hồn, nhảy lên. Con lươn cứ cuốn vào cổ gôn không rời. Gôn cứ thế mà nhảy sang bên, rồi ba chân bốn cẳng, chạy đi. Con quay lại ở gốc cây, tống quan xuống gần hang, nhưng không thấy Hyuju đuổi theo. Cô yên tâm nhai nát đầu con lươn, thả nó ra khỏi cổ, rồi đặt lên trên lá ngoài hang. 2. Khoảng 10 ngày sau, lúc con đi qua nhà của anh chàng nông dân, tên là Yasuke, cô nhìn thấy cô vợ Yasuke nhuộm răng đen ở dưới gốc cây sung. Còn ở phía sau nhà anh chàng thợ rèn, tên là Shinbe, cô lại nhìn thấy cô vợ Shinbe chải tóc Cô nghĩ, ồ, chắc làng có sự kiện gì nhỉ? Gì nhỉ? Có phải lễ hội mùa thu không? Nhưng nếu là lễ hội thì phải có tiếng trống sáo chứ. Hơn nữa, đáng lẽ trước đình phải có cờ chứ. Cô vừa đi, vừa suy nghĩ. Không biết từ lúc nào đã đến ngôi nhà có cái giếng màu đỏ của Yuzu. Ở ngôi nhà nhỏ sắp đổ sập đó có nhiều người dân đang tụ tập lại. Những người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu, treo khăn ở thắt lưng, đang đốt lửa bếp ở ngoài nhà. Họ đang ninh thứ gì đó trong cái nồi to. Ngôn chợt nghĩ, hóa ra là đám ma. Chắc ai đó nhà Yuzu đã mất rồi. Sau buổi trưa, Gôn ra nghĩa địa làng và giấu mình phía sau sáu vị Phật địa tạng. Hôm đó, trời nắng đẹp, Gôn có thể nhìn thấy ngói mái ngôi nhà lấp lánh ở xa. ở nghĩa trang làng, hoa bỉ ngạn nở rực rỡ như tấm vải màu đỏ. Gôn chợt nghe tiếng chuông kêu, đó là hiệu lệnh bắt đầu đưa tang. Lát sau, cô nhìn thấy đoàn những người đưa ma mặc áo kimono màu trắng đến và tiếng tò, trò chuyện cũng dần tiến lại gần. Đoàn người đưa ma vào trong nghĩa trang. Sau lối đoàn người đi qua, những bông bỉ ngạn bị dẫm nát. Hôn đứng thẳng lưng để nhìn. Hyuju, chàng vạn, và, tròn vải màu trắng, và cầm trên tay bài vị. Hyuju thường ngày có khuôn mặt khỏe mạnh, đỏ rực như khoai lang, mà hôm nay trông rất ủ rũ. À, chắc mẹ Hyuju mất rồi. Hôn đoán vậy, vừa rụt đầu xuống đêm đó côn suy nghĩ trong hang chắc bà mẹ hiu ốm liệt giường thèm ăn lươn vì vậy hiu lấy lưới ra sông thế mà mình nghịch ngợm lấy mất con lươn vậy là hiu không thể cho mẹ ăn lươn và vậy là bà mẹ hiu đã mất bà qua đời khi trong lòng vẫn còn thèm ăn lươn chết giá bà mình không quậy phá như vậy ba hiu dư lúa mì ở bên giếng màu đỏ cho đến nay hiu dư vẫn sống nghèo khó với mẹ nhưng bây giờ mẹ đã mất rồi chỉ còn lại một mình hiu dư thôi hiu dư cũng cô đơn giống mình gôn vừa nhìn hiu dư từ phía sau nhà kho vừa nghĩ như vậy gôn rời khỏi nhà kho đi sang bên kia chợt nghe thấy tiếng kêu của người bán rong cá cơm vọng lại từ nơi nào đó. Ai mua cá cơm rẻ? Ai mua cá cơm tươi? Hôn chạy tới phía có tiếng dao khỏe mạnh đó. Đúng lúc, cô vợ Yasuke nói vọng ra từ cửa sau. Cho tôi mua cá cơm. Chàng bán cá cơm đỗ xe, có chất giỏ cá cơm ở bên đường. Cầm con cá cơm lóng lánh bằng hai tay, rồi đi vào nhà Yasuke lợi dụng lúc sơ hở đó. Cô lấy năm, sáu con cá cơm từ trong giỏ và chạy trở lại nơi ban nãy. Cô đến cửa sau nhà Hiuju và ném con cá cơm vào trong nhà. Sau đó, nó chạy về hang. Lúc cô ngoái lại phía sau khi đang chạy trên con đường dốc, cô có thể nhìn thấy Hiuju vẫn đang vo, lúa mỉ ở bên giếng đỏ. Cô nghĩ mình đã làm một việc tốt cho Hiuju để bù đắp cho vụ con lươn. Ngày hôm sau, cô nhận lấy hạt rẻ trong núi, rồi ôm chúng đến nhà Hyuju. Gôn gión rén, ngó từ cửa sau, nhìn thấy Hyuju đang ăn dở bữa trưa. Anh ta cứ cầm bát, mà mơ màng suy nghĩ về điều gì đó. Kỳ lạ thật, trên cò má Hyuju có vết xây sát. Cô băn khoăn, không biết điều gì đã xảy ra. Lúc đó, Hyuju lẩm bẩm. Không hiểu ai đã ném cá cơm vào nhà mình. Vì thế, mình bị coi là kẻ trộm và bị anh bán cá cơm đánh. Cô cảm thấy rất ân hận. Tội nghiệp cho Hyuju đã bị anh bán cá cơm đánh bị thương như thế. Cô vừa nghĩ vậy, vừa đi đến nhà kho, rồi đặt hạt rẻ ở lối vào nhà kho. Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, cô cũng lấy hạt rẻ và mang đến nhà Hyuji. Còn hôm sau nữa, cô không chỉ mang hạt rẻ, mà còn mang hai, ba cây nấm thông nữa. 4. Một đêm trăng đẹp, côn đi chơi lang thang. Nó đi qua ngôi thành chúa Nakayama, thì chợt thấy có người đang đi đến từ phía kia con ngõ. Hôn nghe thấy tiếng chuyện trò. Hôn cũng nghe thấy tiếng dế gáy. Nó nét mình vào một bên đường và lặng im. Tiếng chuyện trò dân vọng đến thật gần. Đó là giọng của Hyuju và một chàng nông dân tên là Kasuke. Hyuju nói, Này, Katsuke gì cơ? Gần đây, tôi có một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì vậy? sau khi mẹ tôi mất. Không biết ai đó đã cho tôi nào là hạt rẻ, nào là nấm thông. Vậy hả? Ai đã làm việc ấy? Tôi không biết. Có người để lại những thứ đó, trong khi tôi không để ý. Côn dén đi theo hai người. Thật hả? Tôi nói thật mà. Nếu cậu vẫn nghi ngờ tôi nói dối. Ngày mai, cậu hãy đến nhà tôi xem tôi cho cậu xem những hạt rẻ đó thế hả trên đời có lắm chuyện lạ kỳ nhỉ sau đó hai người im mặt và đi xa dần kasuke chợt quay lại phía sau Con giật mình dừng bước và co rúm người lại kasuke không nhận ra gôn mà cứ đi tiếp hai người đi đến nhà chàng nông dân tên là kichibe rồi vào trong đó ở đó có tiếng gõ mõ trên cửa sổ được ánh sáng chiếu vào có bóng đầu chọc của vi sư con ngồi xổm xuống bên giếng và nghĩ à chắc sư thầy đến tụng kinh lát sau lại có nhóm ba người đến và vào nhà kichibe rồi con nghe thấy tiếng tụng kinh vang lên năm cô cứ ngồi xổm ở bên giếng Cho đến khi sư thầy tụng kinh xong Hyuji và Kasuke lại cùng nhau đi về Cô định nghe hai người nói chuyện Nên liền bám theo Cô vừa đi Vừa dẫm lên bóng Hyuji Khi đến trước ngôi thành Kasuke chợt nói Chuyện vừa nãy ấy Chắc đó là vị thần làm đó Hả? Hyuji ngạc nhiên nhìn vào mặt kasuke sau nghe cậu kể chuyện ấy tôi đã suy nghĩ mãi và không thể nghĩ đó là do con người làm chắc đó là một vị thần vị thần linh cảm thấy tội nghiệp cậu chỉ có một mình nên đã tặng nhiều thứ cho cậu có phải như thế không nhỉ chắc chắn vì vậy hằng ngày cậu phải cảm ơn ông trời đi nhé ừ cô nghĩ, ôi chán quá. chính tôi đem hạt rẻ hoặc nấm thông cho Hyuju thế mà Hyuju không cảm ơn tôi, lại đi cảm ơn ông trời ấy hả? thật là uổng công phí sức. 6 ngày hôm sau, Gôn cũng mang hạt rẻ đi đến nhà Hyuju. Hyuju đang đang dây thừng ở nhà kho. vì vậy Hôn gión rén, bước vào nhà từ cửa sau. Đúng lúc đó, Hyu-ju trượt ngừng mặt lên. Thế là, hyu nhìn thấy con cáo đi vào nhà. hyu nghĩ. Con cáo ác hôn hồi trước, đã trộm con lươn của mình, lại đến quậy phá thì phải. hyu đứng lên, đi lấy khẩu súng hoa mai, được treo trong lán, rồi cho thuốc nổ vào. Xong xuôi. Anh ta khẽ đi đến gần, rồi bắn gôn, đúng lúc nó đang định bước ra khỏi cửa. Gôn ngã xuống, Yuji chạy đến gần. Anh ta thấy trong nhà có hạt rẻ, chất trên sàn đất. Ôi! Hyuji ngạc nhiên, nhìn xuống gôn. Gôn, hóa ra là chính cậu đã tặng hạt rẻ cho tôi hả? Gôn gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. Hyuju đánh rơi khẩu súng hỏa mai. Một cột khói nho nhỏ màu xanh vẫn còn đang bốc lên từ miệng súng.